Ủa xong cho một con bê lên đây. Khánh lên, Khánh lên. Ê trời. Đây ăn lên đây. Khánh lên cho bạn chọn. Bạn đến tận nhà bạn mua thì bạn về bạn chăm sóc. Ôi Khánh tử tế. Ơi, chị cao lên, để ra ngoài này cho sáng, để ra ngoài cổng cho sáng. Đừng nhà có lồng nuôi chưa? Nếu mà không có thì là mua luôn cái này này. Em thì cái gì còn nó đã chuẩn bị ở nhà rồi. Đấy anh bảo là những cái con như này, những con nó to là đặc biệt lắm thì anh cứ kệ để cho chọn. Nhưng mà theo anh thì cứ lấy những con tầm này, con này là to lắm rồi. Còn anh bán toàn con bằng nửa này thôi này. Màu đẹp hơn anh. Ủa màu này là màu đẹp nhất rồi này. Nó chụp trong màng, nó chụp ở ấy vậy. Chụp camera. Đây. Đây nhá, màu trắng này. Trắng đen này đẹp này còn gì nữa. Nó chụp trên màng, nó chụp camera nó nhìn. Đây anh toàn chọn những con màu cảnh đấy. Chứ còn nhụ như con này là đẹp này. Đúng không? Nhìn nó đẹp thế này còn thế nào nữa. Thế mà nhìn ở trong ảnh đẹp nhỉ? Không, nhìn thực ra lên ảnh thì bao giờ nhìn nó chả đẹp. Bây giờ cậu thử mua về cậu chụp ảnh xem là nó có đẹp không? Đấy. Con này con cái. Thế bây giờ là lấy cái hay lấy đực thì cứ bảo tôi chọn cho. Tưởng này bốn con nhưng mà kiểu nó theo đôi ấy. À ừ, nghĩa là hai con cái hai con đực. Đúng không? Thế thì lấy cái sọt từ kia ra đây để nhắc sang. Những thực ra những con này là những con giống được rồi này, nó ấy được rồi, trưởng thành lắm rồi. Thì nó rét mướt thì mình phải lấy cái loại nó to như này đổ lên. Còn những dưới kia nó toàn con nó bằng ấy thôi, nó bằng nhỏ nhỏ thôi. Con này lớn, con này lớn. Đây này. Nào cháu gái chọn con nào? Cháu chọn con. Con nào? Này. Ờ, con này khổ lấy thế. Con to nhá. Con này đẹp, con này đẹp. Lấy hai con to. Ờ, lấy hai con to, hai con nhỡ. Ăn mừng bóp. Đây này con to này này đẹp này. Con này đẹp, con này đẹp lắm. To. Bóp nó về. Đấy lấy đôi đây. Một đực một cái, con này con cái rồi. Đấy một đực một cái đây. Đấy hai con này màu đẹp. Đấy con nhỡ này bé được vừa chỉ đây. Ê. Thùng bình an chưa? Đấy được được cái cái. Con này. Đâu con to bên này con này. Con này bỏ xuống nha này. Con đen này được cái này đánh dấu này. Đỏ đỏ này. Con này được này. Đấy. Xem nào. Hai con này giống y chỉ nhau. Hai cái chứ hay đâu được hay chứ bỏ xem bỏ xuống ra con chả biết được cái cái có hoa đâu cái bữa nay ở chùa ra bố bắt ra bố ném tủng nó xuống nước được. Đây, hoa giờ bị sờ hoa mà biết được. Kia con đen đen này à? Này con đực. Về nó lại đực cũng được đi. Sao hai con này mặt nó cũng màu đen. Đây, con này cái. Cái này cũng màu đâu rồi. Cái này bé quá. Không bé đâu. Trông này. Mẹ ơi, con này nó thiếu một màu đen ở đây rồi mẹ ơi. Này, đực, đực này. Đực. Béo thế. Thế đổi con này. Cột con cái là
to to anh. Còn con thì cái màu... to làm gì có con nào đâu. Nó chỉ tầm này này. Con này nó chửa con rồi. Đực bao giờ nó cũng to. Con này chửa cái. Con đấy tuổi chửa rồi. Con này. Con cái bao giờ nó cũng bé hơn. Bao giờ nó đẹp. Toàn này, toàn đực. Kìa. Làm gì có con nào cái đâu. Có. Đây cái này. Đây cái này cái đẹp. Đây con này, con này một đôi. À đây. Ui mẹ bóc cổ nó. Hai con này một đôi. Mẹ ơi mẹ bóc cổ. Bảo cái nó. Bảo con nào bảo cái ơi bảo. Ui mẹ bóc cổ nó đây. Không con được. Đâu? Chìm. Đâu? Đây. Ờ con này. Ôi sao mẹ bóc cổ nó. Ôi không sao nhỉ. Ai. Mẹ cho nó cào lên đâu con. Sao mẹ bóc cổ giống mình ăn á. Đây, mẹ em kiểm tra con này nha. Con cái, con này con cái. Ừ. Con này là con cái. Vẹo mất tay nó rồi. Con đấy là con cái, 100% là con cái. Bơi nó cứ làm gì. Cái nó bao giờ nó bé hơn, bao giờ nó sửa thì nó mới to hơn. Được bao giờ nó lớn nhanh hơn. Này, được cái gái. Cái đúng không? Này con được. Kiểm tra thế nào. À, được rồi. Vâng. Ôi trời ơi, sao mình nhanh thế. Đừng ôi sao. Được một con này cái. Có một con cái. Một con cái đây. Con này cái. Ừ. Thế em xuống em bắt thêm một con cái màu vàng vàng này nữa đi. Con văn. Này nó nhanh lắm rồi. Này này như con này là con này. Đâu con nào to to gì vậy? To nhất là gì loại này. Con dưới kia toàn loại bé tí. Ừ. Nhưng mà thực ra loại này nó độc lập tốt lắm. Nuôi to quá nhỡ về nó chạy mẹ thì chết dở. Nuôi vừa phải thú cưng này. Bố mẹ vừa bóp cổ ra kệ nó bóp gì. Cái nhà tận đâu? Quốc ngoài ạ. À quốc ngoài à. Cái trẻ con xem là cứ bảo đây phải mua cho nó. Bình An không bóp nó thế. Loại này nó không cắn đâu mà sợ. Bình An không bóp thế. Cho nó cả đôi, cả thì đương nhiên anh phải chọn được cái đầy đủ chứ. Như ý đưa bạn với cái cô xuống chọn con nào thì chọn. Anh chị chọn em biết đâu ấy. Chọn màu đi, trẻ là chọn được mà. Màu. Đấy hài thì xuống đi. Chị chẳng có biết anh xuống mà chị. Xuống mà chọn cho con thì để em nào. Như ý đưa xuống. Ờ con này đầu vàng đẹp quá. Trông thế thôi nhưng mà nó ba màu trắng đen vàng, trắng đen vàng ấy. Con này mà con này được một đôi rồi mang cái hộp giấy ra đây thế à. nhưng mà mình chọn con đực đẹp thôi còn chọn con cái màu khác là nó lại lai linh tinh ra chứ không phải dại giống gì đâu. Nhiều khi co bố mẹ đẹp thế nào đây. Đấy, con cái em nhỉ? Đỉnh mét rồi. Đứng đập vào đây luôn. Đó không phải. Con đấy con ấy, con đấy con đực. Được rồi. Đây con này con đực. Con này xem cái xem cho các bạn. Phải rồi. Con này ban nãy vợ xem được cái. Anh bảo như con này ban nãy vợ xem rồi. Lấy cái. Hả? Cái. À con được. Được à? Đúng rồi. Chị bao giờ rồi? Đúng rồi. Thả luôn. Con này đẹp. Con này đẹp nhất. Đây con này hai con này một đôi. Con này giống nhau. Đây cho đi. Con màu xấu. Con này với con này lai nhau nó mới ra con đẹp chứ. Nó mới đá vào nhiều. Màu xấu. Không phải đâu. Bên hay là con đây nó đâu. Con này là con đen. Con đen này là con đực. À con này con cái chứ. Con này con cái. Quá. Wow. Kẹp chân nó. Cái. Đấy. Đây. Được hai con cái rồi. Đâu đây là con đực. Được à? Thế là một đôi đấy. Đôi rồi. Ừ.
Ơi, con này đẹp mà. Con này, này màu trắng chê, đẹp mà. Ơi. Con này người ta thích con này lắm đấy, mua người ta chỉ thích con này. Con cái à? Con cái. Con đấy mà này còn không được nữa. Con đấy là con cái. Chịu thật. Con này ba màu ở đây đủ. Con này thì nó chạch nhau, chạch ở đây. Hai con này thì một đôi. Đấy. Thấy chưa? Màu nghi xấu. Ôi trời ơi, ông được. Thế lấy hẳn một con to. Lấy hẳn một con to này mấy con cái này. Con cái nào? Ê, con cái này không bận gì cả, con này nó đủ giao phối được, đủ tuổi rồi thì kệ nó, cứ nuôi cảnh thôi. Con này nuôi một tháng nữa là nó chửa. Tội gì? Con tốt mà, con thích tội càng tốt mà. Thì ba đứa ba con này nhá, này này ba màu à? Cho nó. Con này không đẹp. Đây là lông nó bị bẩn bẩn tí thôi vì mình nuôi nhiều, mình nuôi nhiều lông nó bẩn bẩn. Về con tắm cho nó. Không. Tắm đi, tắm xong phải sấy khô luôn. Tắm nếu mà tắm thì phải sấy sấy lấy máy sấy sấy. Tắm sấy khô luôn. Nếu không là nó rét. Vậy là bao tiền là hai đôi anh? Tiền thì thực ra loại này thì đâu à? Loại đôi hai đôi này thì của nó là 450 một đôi. Rét thế? Anh bán 400 mấy tí. Nặng ai cân được thì bán giống. Giống ai người ta cân lại.